cái dòng thái anh tóc đỏ cũng đồng trục và tóc vàng đồng trục đúng không ạ thì cái đây là loại tóc trắng đồng trục đồng trục cũng rất là hay trông Nó rất là đẹp nó có cái chiều sâu nó như mà là kiểu một cái vệt sáng nó chạy từ bên này sang bên kia ấy. mà nó có trục của nó anh chị nhé mà để tạo ra được cái trục này thì cái người mà mài cũng phải khéo thì nó mới ra được cái trục này chứ không là mài không khéo đục lỗ không chuẩn là nó không ra được cái trục này đâu Xin chào anh chị ạ Hôm nay thì gửi đến anh chị về những chiếc vòng thạch anh tóc trắng nhé Thì trước mặt anh chị là những cái mà tôi siêu tầm Đó là mệnh theo năm sinh từ năm 1960 tới năm 2020 Thì anh chị có thể nhìn là mệnh kim, mệnh thủy là những cái năm như ở trên đây này Tại vì vòng thạch anh tóc trắng là theo tôi là những người mà thích màu trắng là một Mệnh kim, mệnh thủy thì chúng ta có thể dùng Thậm chí là mệnh thổ chúng ta có thể dùng bớt Tại vì thổ rất là nhiều Thổ tiết bớt đi là da kim

thì đấy là có thể nói là những ai có thể sử dụng những chiếc vòng thạch anh tóc trắng là như vậy thì chúng ta sẽ đi đi, đi chi tiết vào vòng thạch anh tóc trắng anh chị nhé ví dụ như chiếc vòng này là đã được kiểm định này đây là mã số kiểm định ngày xưa thì chắc là anh chị chưa tra được ở trên website đâu nhưng mà hiện tại bây giờ thì bên những cái bên mà làm kiểm định thì người ta đã lập website để tra những cái tra những cái phiếu kiểm định rồi thì anh chị cứ đánh đúng cái số này nhưng mà là về số ngày nay nhé thì sẽ ra được à, loại vòng này màu sắc này kích thước khối lượng cân nặng đủ hết đầy đủ ạ thì đây là một chiếc à, thạch anh tóc trắng đồng trục này 10,3 mm và giá là 3 triệu 268 ngàn viên này à, vòng này thì có mã số là 11371 nói đá nhiều nó quen đấy chị ạ thành ra là đây đây là chiếc vòng của chúng ta tóc trắng đồng trục màu trắng sữa rất là mờ ảo huyền ảo màu sắc của sự tinh khiết đấy màu sáng ánh sáng trắng nhiều khi cũng khó nhìn đúng không đó là sự tương phản tương phản thì chúng ta dễ nhìn hơn đây chiếc vòng thứ nhất anh chị nhé chiếc vòng thứ hai này à cầm đến cái chiếc vòng thứ hai tôi lại nhớ ra là cái vòng này thì sai là khoảng sai là khoảng đâu rồi à? sai khoảng 10,3 mm thì nam đeo được nữ đeo được theo tôi là như vậy còn đây chiếc vòng thứ hai là thạch anh tóc trắng hoàn toàn hoàn toàn trắng luôn mà nó nhỏ 11383 chiếc vòng này thì sai là 7,5 mm và giá là 800k anh chị nào mà sai tay nhỏ thì chúng ta có thể sử dụng chiếc vòng này để làm một cái đồ trang sức cũng là trợ mệnh luôn theo phong thủy dòng đá thạch anh có rất là nhiều năng lượng còn một cái dòng đá mà rất nhiều năng lượng Thực ra là dòng đá nào nhiều năng lượng Nó càng đắt, càng cao cấp thì nó càng nhiều năng lượng Đây là loại nhỏ size nhỏ thấy ánh trắng anh chị nhé Đây, tiếp theo này Tiếp theo rồi chúng ta có một chiếc vòng yêu linh Yêu linh trắng Tức là có những cái bao thể ở bên trong Nó tựa như là một bức tranh muôn hình vạn trạng Tùy theo cách chúng ta tưởng tượng và suy nghĩ thôi nhưng mà cũng sẽ có những cái hình khối mà chúng ta nhìn ra được à, nó rất giống Nhưng mà có những hình khối thì thực sự là phải tưởng tượng thật anh chị ạ Ở đây về cái ưu linh trắng này tôi, tôi thấy là nó nhiều hoa tuyết ở bên trong Những cái bông tuyết ấy. Hoặc là những cái áng mây Tại vì màu nó trắng Tất nhiên là có cả mây xanh rồi Nhưng mà theo tôi thì như vậy Cũng là màu trắng sứa à, Đây Cái này thì là trắng nước vo gạo này anh chị này còn cái này thì cũng là nước vo gạo nhưng mà nó trong hơn. Đâu tôi xem. Chiếc này 1 triệu hai, chiếc này là 3 triệu 3 triệu 2, ba Đây, hai chiếc đây anh chị ạ. Đây là yêu linh này, đây là tóc trắng đồng trục này. Thực ra thầy cái anh nó quý ở cái tóc của anh chị ạ. Và giá của nó phụ thuộc vào cái tóc cũng khá là nhiều và độ trong nữa. Rồi thêm một cái thêm một số vòng nữa. Đây Đây cũng là một cái loại yêu linh Nhưng loại này thì nó sắc nét hơn Rất là rõ ràng rành mạch Ngoài ra thì có những cái dấu vết của tự nhiên Một chút một số khác biệt Nhưng cái này là yêu linh hoàn toàn này. Còn so với cái này thì chúng ta có thể gọi là thầy ánh trắng thôi Tại vì nó chưa được sắc nét ra cái loại yêu linh lắm Thi thoảng nó mới có những cái cái bao thể Nó giống giống Còn loại này là loại chính thức yêu linh trắng hoàn toàn rất là nhiều bao thể ở bên trong đấy chính là cái đẹp của cái dòng đá này anh chị nhá đây đôi khi thì như tôi nhìn thấy là một cái ngọn núi ở bên trong này. đây đây thì như một cái lòng trào nói chung là tùy chúng ta tưởng tượng thôi đây là loại yêu linh này anh chị nào mà xem video rồi thì cũng biết là video trước thì tôi có giới thiệu là một cái loại yêu linh đa sắc rất là nhiều đa sắc rất là nhiều màu quên đây cũng là thạch anh trắng 7,5 mm và giá 800k. Cái này là 11381. Chắc cũng là trắng sữa. À, gần gần giống nước vo gạo anh chị ạ. Về cơ bản chúng ta hình dung cái màu của nó, của nó là như vậy. Cái size này cũng rất là nhỏ. Ở đây chúng ta có hai loại size rất là nhỏ. Tương đồng. Một loại thạch anh trắng, một loại là cũng là thạch anh trắng. Màu sắc thì cái này trong hơn này Nhưng bé hơn Thực ra đều là 7,5 hết Đều là 800 Thêm một loại nữa Đây cũng là thanh ganh trắng Loại này thì kích thước lớn hơn một chút 11,3mm Và giá của nó là 1 ,2 triệu 2 Vòng này là 11372 Màu trắng Màu của sự tinh khiết, sự thanh lọc tâm hồn. Rồi. Thêm một cái vòng màu trắng nữa. Cái này thì là tóc trắng đồng trục rồi. 10,5mm giá là 3.965.000. Cái này là 11361. Anh chị có thấy những cái sợi tóc mà nó chạy từ đầu bên này sang đầu bên này không ạ? Đồng trục nó là như vậy. Chắc là anh chị cũng nhìn cũng thấy quen quen. Tại vì đợt trước là tôi có giới thiệu một số cái dòng thì anh tóc đỏ cũng đồng trục và tóc vàng đồng trục đúng không ạ thì cái đây là loại tóc trắng đồng trục đồng trục cũng rất là hay trông nó rất là đẹp nó có cái chiều sâu nó như mà là kiểu một cái vệt sáng nó chạy từ bên này sang bên kia ấy. mà nó có trục của nó anh chị nhé mà để tạo ra được cái trục này thì cái người mà mài cũng phải khéo thì nó mới ra được cái trục này chứ không là mài không khéo đục lỗ không chuẩn là nó không ra được cái trục này đâu cái này thì đã có kiểm định rồi này. Đó sẽ Zutilet quặc. thay ánh tóc. Và đây là màu trắng. Rồi, mời anh chị nhìn ngắm lại một số chiếc vòng nữa. Có thay cái anh trắng, tóc trắng đồng trục và yêu linh trắng. Đây. Đây, đây là yêu linh trắng này rất dễ nhìn những cái bao thể bên trong. Còn đây là đồng trục, đồng trục cũng rất dễ nhìn khi chúng ta để sang chiều này có vẻ dễ nhìn hơn, thuận mắt hơn đúng không ạ? Còn để chiều này tôi thì tôi vẫn nhìn được. Còn lại là thạch anh trắng. Đây trắng này. Đây là có một hơi hướng đồng trục này. Đây trắng này. Còn lại trắng hết. Rồi xin chào. Hẹn gặp lại anh chị ở một video về lắc tay.